Thưa quý vị, từ xa xưa, ông bà ta đã tận dụng những thảo mộc thiên nhiên để chế biến món ăn, thức uống và làm thuốc. Những loại thảo mộc quen thuộc như gừng, chanh, xả, bạc hà, nho rất dễ tìm kiếm trong tự nhiên, giúp phục hồi tăng cường sức khỏe và ít gây tác dụng phụ. Ngày nay, thảo mộc thiên nhiên được dùng nhiều trong việc làm dịu da, chữa bệnh cảm cúm, hỗ trợ các bệnh lý về xương khớp và nhiều triệu chứng khác. Để tìm hiểu những loại thảo mộc giúp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe như thế nào, chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Sau khi mà mình sinh hai bé xong ấy thì là sức khỏe của mình bị suy giảm rất là nhiều. Thường cứ trái gió trở trời thì thời tiết thay đổi thì mình sẽ bị nhức mỏi. Tôi cũng hay lớn tuổi rồi nên công việc cũng nhiều nên hay đau đầu gối và đau lưng, nhiều khi nhức mỏi mà mỏi trong người. Với xu hướng thân thiện với môi trường, người tiêu dùng hiện nay thường ưu tiên sử dụng các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe từ thiên nhiên, an toàn và lành tính. Trong đó, gừng, chanh, dầu nho, bạc hà được biết đến là những thảo mộc giúp phục hồi và tăng cường sức khỏe hiệu quả với khả năng giảm viêm, chống oxy hóa tốt. Gừng giúp tăng cường lưu thông máu, xoa dịu cơn đau đầu và hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Trong khi đó, chanh với các thành phần vitamin, khoáng chất dồi dào và hương thơm nhẹ nhàng giúp giảm căng thẳng hiệu quả, tăng sự tập trung, tỉnh táo trong công việc. Chính vì vậy, doanh nghiệp đã nghiên cứu và sản xuất cao thảo mộc với nhiều công dụng cho người tiêu dùng. Hôm đó chưa có dùng cao thì nó tay chân rồi cẳng rồi thì kia nó nhức mỏi rồi từ với nó bằng đêm nó khó chịu nó ngủ không được. Rồi từ sử dụng cao này tới giờ thì thấy nó ngủ rồi khỏe, nó không có còn rên la chứ nó ít có nhức mỏi rồi kia tay chân rồi kia với lưng nó rồi này kia ít nó đau. Đi dò nó thì giờ tay chân nó thì nó mềm, tay chân dò cẳng nó mềm hơn hôm đó, giờ thấy nó cũng khỏe cho mình. Giấc ngủ hôm trước á thì ngủ không có được, đau nhức lắm ngủ không được, nhưng mà sức cái này đủ im rồi, hết rồi, giờ khỏe mà, giờ đâu còn đau nhức gì nữa, nó thì ngủ không được, ngủ tới sáng không thôi. Nhờ tinh dầu chanh và gừng, cao thảo mộc giúp sản phụ tránh cơn buồn nôn khi ốm nghén và giảm đau nhức đốt sống lưng sau khi sinh. Đối với trẻ em, với các thành phần thiên nhiên lành tính với mọi loại da, cao thảo mộc giúp bé hết hăm tã, nổi xôm sẩy và làm dịu vết côn trùng cắn. Ngoài ra, cao thảo mộc giúp bé phòng và hỗ trợ điều trị bệnh cảm cúm, chứng đầy hơi, khó tiêu, hiệu quả. Tôi được một người bạn giới thiệu. Tôi xài sản phẩm này thấy em bé không còn bị gom sảy mà ngứa ngáy nữa, em bé rất dễ chịu. Sanh xong đau lưng rất là nhiều mà thò nó lên hai lần trở lên thì không còn nghe nó đau nữa, sáng không nghe đau. Rất hài lòng về sản phẩm này. Với thiết kế nhỏ gọn cùng các nguyên liệu thiên nhiên như sáp ong, sáp nành, dầu nho, bạc hà, gừng, quế, chanh, xả, cao thảo mộc Ajofa Relax giúp phục hồi và làm dịu làn da nhanh chóng bằng cách xoa và massage vào vùng da do bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài như khí hậu, môi trường, thời tiết. Đồng thời, các thành phần thảo mộc tạo độ nóng êm dịu khi xoa bóp, làm giảm nhức mỏi xương khớp, đau vai gáy. Nhờ các mùi hương từ tinh dầu thiên nhiên, cao thảo mộc đặc biệt không gây khó chịu cho người xung quanh nên dễ dàng dùng trong phòng máy lạnh hoặc trên tàu xe. Thảo mộc Ajofa Relax nó không phải là thuốc, được đăng ký làm mỹ phẩm bởi vì nó được kết hợp nhiều loại tinh dầu với nhau nên khách hàng khi gặp những cái vấn đề về đau nhức cảm cúm thì họ sử dụng thì họ thấy kết quả ngay và luôn, bởi vì thì tinh dầu nó thẩm thấu rất là nhanh. Vì vậy nên khi khách hàng họ sử dụng, họ truyền tay nhau và họ sử dụng cái bệnh này hết hay vấn đề kia hết thì họ chia sẻ cho nhau. Cao thảo mộc Ajofa Relax chiết xuất 100% từ thảo mộc thiên nhiên, được lên men thủ công, do đó tinh dầu trong cao được phát huy tối đa tác dụng. Ngoài các khả năng hỗ trợ xương khớp, trị chứng mất ngủ, an toàn với làn da của bé, cao thảo mộc Ajofa Relax còn giúp giảm ho, viêm họng, cảm lạnh và tăng cường khả năng tập trung. Sau sinh mổ tôi bị đau nhức, hàng đêm tôi khó ngủ. Tôi được người nhà chia sẻ ngủ Ajofa. Sau một thời gian ngắn tôi sử dụng Ajofa, những cơn đau nhức của tôi giảm rõ rệt. Tôi ăn ngon ngủ ngon và tôi cũng có sử dụng cao Ajofa cho các con. Như bé bị mũi cắn, rôm sảy
thì tôi thấy kết quả tốt, tôi rất hài lòng và tôi quyết định kinh doanh cao alpha để chia sẻ tới tay nhiều người hơn nữa. Sử dụng các sản phẩm thiên nhiên giúp người tiêu dùng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, khỏi các bệnh cảm, chứng đau đầu, mất ngủ, hỗ trợ điều trị nhức mỏi xương khớp. Nhờ vậy chất lượng sức khỏe được nâng cao, người tiêu dùng có thể tập trung vào công việc và tận hưởng mọi khoảnh khắc của cuộc sống.